Ok, xin chào anh em. Đây là những hình ảnh ở sân Nhật Minh và trước mắt chúng ta là trận bán kết của giải bóng đá các tỉnh 1982 năm 2024. Lúc này tại sân Nhật Minh thì nhiệt độ đang rất nóng. Nhiệt độ cảm nhận lúc này phải rơi vào khoảng hơn 40 độ C, nhưng mà đối với bình luận viên cũng như các cầu thủ thì sức nóng ở đây nó còn đến từ sự kịch tính của trận đấu chuẩn bị được diễn ra, cũng như là rất nhiều người hâm mộ đã có mặt ở đây để cổ vũ cho hai đội. Và trước mắt chúng ta là màn đối đầu của 1982 Bắc Giang và 1982 Nghệ An. Ở trong trận đấu này thì Nghệ An mặc trang phục áo vàng và quần xanh, trong khi đó đội Bắc Giang mặc áo đỏ và quần trắng. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này thì Nghệ An bảo vệ khung thành bên phía tay phải của chúng ta. Đây là trận đấu bán kết 1 của hạng Serie A. Và đây cũng là hai ứng cử viên cho chức vô địch của giải đấu năm nay. Huấn luyện viên Nguyễn Mai Đông. Như vậy là hiệp 1 đã bắt đầu. Và ngay từ pha chạm bóng đầu tiên thì Nghệ An đã có cú dứt điểm về phía khung thành của Bắc Giang. Giữ bóng tốt. Đang có hai trái bóng xuất hiện trên sân nhưng trận đấu vẫn bắt đầu. Một đường chuyền xuống đáy, chuyền vào. Tương đối nguy hiểm. Tiếng còi của trọng tài đã cất lên, có vẻ như bóng đã đi hết đường biên. Đó là tình huống leo biên của Diêm Đăng Huy. Theo danh sách đăng ký thi đấu thì Diêm Đăng Huy cũng là huấn luyện viên của 1982 Bắc Giang và cũng là người đeo băng thủ quân. Ngay từ những phút đầu tiên thì cả hai đội đều đã có những tình huống để uy hiếp khung thành của nhau. Tại giải đấu lần này thì mỗi hiệp đấu kéo dài 25 phút. Đó là một tình huống phối hợp không hiểu ý ở hàng phòng ngự của Nghệ An. Trung thành đã có pha truyền về nhưng thủ môn Thanh Tuấn đã không hiểu ý trong pha bóng vừa rồi. Tiếp theo là quả đá phạt góc. Giải nguy thành công. Đó là đường chuyền hỏng của Đăng Huy. Pha chuyền bóng đã sửa lưng với trung thành. Ngày hôm nay thì trung thành thi đấu ở bên biên trái của các cầu thủ Nghệ An. Ở trận bán kết còn lại của hạng Serie A là màn đối đầu giữa 1982 Hà Nội và 1982 Thái Nguyên. Và ngay sau hai trận bán kết thì chúng ta cũng sẽ nhanh chóng để đến với trận chung kết của giải đấu năm nay. Vẫn đang là một thế trận cân bằng tính đến lúc này. Tí người tốt. Nhưng quyết định cuối cùng của trọng tài là đã có lỗi đến từ đội bóng áo vàng. Bóng vẫn còn. Oh,
Một pha bóng quá nguy hiểm. Đã có một chút lưỡng lự và ở những pha bóng tiếp theo thì thủ môn bên phía Bắc Giang cần phải quyết đoán hơn trong pha xử lý của mình. Một tình huống thoát tim trước khung thành của thủ môn Trung Kiên. Và tiếp tục là một tình huống cướp bóng Nghệ An. Cơ hội không vào. Lần này thì cần phải có những tràng vỗ tay cho Trung Kiên. Cầu thủ bên phía Nghệ An có lẽ muốn sâu kim với thủ môn màu số 90 nhưng không thành công. Tiếp theo là quả đá phạt góc. Người thực hiện là Thanh Vân. Dứt điểm không vào. Liên tiếp là những cơ hội để cho đội bóng áo vàng có được bàn thắng ở trong trận đấu này. Nhưng đến lúc này thì khung gỗ của thủ môn Trung Kiên vẫn đang được bảo toàn. Đăng Huy. Đường truyền có điểm rơi tốt nhưng sau đó thì đồng đội lại không thể khống chế thành công. Đây là Trung Thành. Tốc độ của trận đấu đang được đẩy cao. Trung Thành vẫn đang là Trung Thành. Dứt điểm không vào. Đã có điểm cắt nhưng lại không phải là bàn thắng cho Nghệ An. Một pha leo biển mẫu mực của Trung Thành. Ở đáy biên thì anh đã có một đường truyền thuận lợi cho đồng đội. Nhưng ở phía trong thì Ngọc Diệp đã không thể đưa bóng vào lưới. Tiếp tục là Trung Thành. Số 79 Trung Thành vẫn đang là tâm điểm trong cách tấn công của Nghệ An. Tiếp theo là quả đá phạt cố định cho đội bóng áo vàng. Thanh Vân. Phối hợp tốt nhưng đường truyền là quá mạnh cho Trung Thành ở đáy biên. Nỗ lực phá bóng của Thanh Vân. Những pha tranh chấp tốt của các cầu thủ Nghệ An. Xuống đáy, dứt điểm. Tiếp tục. Liên tiếp là những cơ hội đến với đội bóng áo vàng. Số 79 là Thành Sĩ Chuối. Bảy chín Nghệ An là Thành sữa chua. Cái tên gọi thế. Bảy chín là Thành sữa chua. Đúng tên đăng ký chứ không có thêm cái tên kia đâu. Nhầm hết. Ô to to là cái tỷ lên đấy rồi đâu. Bảy chín là Thành sữa chua. Ông Bình Luân đâu đây? Ông nói trong Bình Luân đấy. Ấy. Pha tấn công của cầu thủ Bắc Giang. Đường truyền sang bên phía cánh phải. Một pha bóng cố định cho đội bóng áo đỏ. Những phút gần đây chúng ta vẫn đang được chứng kiến những tình huống tấn công có nét đến từ các cầu thủ Nghệ An. Và đến lúc này là cơ hội để cho Bắc Giang có thể uy hiếp khung thành của thủ môn đối phương. Thử thách cho khung thành của thủ môn Thanh Tuấn. Đã có những cái bóng áo đỏ xuất hiện ngay phía trước khung thành của Nghệ An vào lúc này. Nhưng đó là một cú sút ngay. Xuân Hè lúc này đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu với 5 pha lập công.
Nghệ An vẫn đang làm chủ được thế trận vào lúc này. Trong khi đó những cơ hội của Bắc Giang là không thực sự rõ nét. Đường chuyền của Đăng Huy vào bóng tốt, không có lỗi. Trái bóng vẫn được luân chuyển. Pha chuyền bóng vượt tuyến của Xuân Hè nhưng ở phía trên thì số 6 Ngọc Diệp đã bị phạm lỗi bởi cầu thủ đối phương. Đó là quyết định của trọng tài Xuân Cương. Trọng tài Cương đã từng có thời gian viral trên mạng xã hội với câu nói anh nhắc em. Và đến lúc này thì những quyết định của trọng tài Xuân Cương vẫn đang là cực kỳ quyết đoán. Và đây là một pha bóng cố định cho các cầu thủ Nghệ An. Xuân Hè cũng đang đứng trước bóng. Lúc này thì Xuân Hè đang đứng trước cơ hội để có thể nâng cao thành tích của mình với số bàn thắng lên con số 6. Nhưng có vẻ như số 27 không phải là người thực hiện quả đá phạt. Đăng Huy, cơ hội phản công. Vẫn đang là Đăng Huy, rất tốt. Bóng vẫn còn trong chân ở số 11. Cú sút bằng chân trái thì bóng đã đi vọt xa ngang. Xuân Hè. Từ bên này. Đó là pha chuyền bóng quá mạnh. Lúc này thì tiền đạo mục tiêu bên phía Nghệ An là Ngọc Diệp vẫn đang bị theo kèm tương đối rát. Ngọc Diệp thường xuyên phải đỡ bóng trong tư thế quay lưng với khung thành của đối phương. Đăng Huy. Đức Sơn. Bóng vẫn còn. Được trả về cho Đức Sơn. Đã có lỗi. Lần này thì góc sút rộng hơn cho các cầu thủ Bắc Giang. Hữu Sáng đã đem về tình huống cố định này cho đội bóng áo đỏ. Bạn ơi, chưa vào đâu, bạn vào sân đi. Anh Huy ơi. Giám sát đúng không? Đấy. Anh Huy ơi. Mày chín sao? Ra 15 vòng. Để chín ra 15 ha. Ok. 15 vòng đúng không? 15 vòng. Đây cái bóng này. Ai luôn đây nào? 15 đấy. Bạn ơi, bạn không gọi được đâu. Giám sát là người gọi. Anh Tài, thấy người anh Tài ơi. Như vậy là Nghệ An chuẩn bị có sự thay đổi người. Để nguyên đấy, bắt cứ để nguyên tôi chỉ. Nhưng trước khi mà Nghệ An có thể thực hiện quyền thay đổi người thì Bắc Giang chuẩn bị thực hiện quả đá phạt. Như vậy là Trung Thành được nghỉ ngơi. Và vào sân bên phía đội bóng áo vàng là số 15 Ngọc Minh. Sau những tình huống leo biên không biết mệt mỏi ở những phút đầu thì lúc này Trung Thành đã được nghỉ ngơi. Đã có sự đổi mới ở bên phía cánh trái của đội bóng áo vàng. Cú sút ngay không vào. Tiến Dũng là người đã phá bóng ngay trước khung thành. Như vậy là hai đội sẽ có ít phút để tiếp nước trước khi tiếp tục thi đấu hiệp đấu đầu tiên.
Đến giờ gan đi hết. Chúng ta cùng trở lại với hiệp 1 cuộc đối đầu giữa Bắc Giang và Nghệ An. Đó là một cú sút hay đến từ đội bóng áo đỏ, đỡ bóng và xoay trụ. Nhưng hơi tiếc một chút là pha dứt điểm của Huy Hoàng không thể chiến thắng được Thanh Tuấn. Đến lúc này thì số lượng cơ hội có thể thành bàn vẫn đang nhỉnh hơn cho các cầu thủ Nghệ An, đặc biệt là ở những phút đầu tiên. Nhưng ở trong những phút gần đây thì Bắc Giang cũng đã có những cơ hội để có thể tiếp cận với khung thành của thủ môn Thanh Tuấn. So với những phút đầu thì lúc này các cầu thủ Bắc Giang đã phòng ngự một cách kín kẽ hơn. Xuân Hè, ở trong những trận đấu đã qua thì Xuân Hè luôn có duyên với khung thành của đối thủ. Nhưng ngày hôm nay thì Xuân Hè vẫn đang thi đấu khá thấp. Mỗi khi có cơ hội để tranh chấp với cầu thủ đối phương thì các cầu thủ Bắc Giang luôn thực hiện những tình huống phá bóng đầy mạnh mẽ. Đường truyền vào, Diêm Đăng Huy vẫn đang là chạm trung chuyển trong những đường truyền của Bắc Giang. Trong khi đó, khi không còn sự xuất hiện của trung thành thì các cầu thủ Nghệ An đang phải thay đổi chiến thuật của mình. Họ không còn những tình huống leo biên trái nữa mà đang cố gắng dồn khả năng tấn công của mình sang bên phía cánh phải. Đường truyền ngang vô cùng nguy hiểm, Ngọc Minh dứt điểm không vào. Nỗ lực cứu bóng của Ngọc Minh, đã có một pha bóng thừa tay, một pha va chạm mạnh và một tấm thẻ vàng đã được rút ra cho Ngọc Diệp. Đây cũng là tấm thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Số 15 Ngọc Minh bên phía Nghệ An mới vào sân, do vậy anh vẫn đang đảm bảo thể lực để cho những tình huống xuống đáy như vừa rồi. Tiến Dũng, bóng đã nằm gọn trong tay của Thanh Tuấn. Ngọc Minh, vẫn đang là Ngọc Minh, cần phải truyền nhanh hơn. Đá lại Sơn, đúng rồi. Đánh đi, ăn đi. Đường truyền của Đức Sơn xuống đáy biên, đánh đâu. Bóng đi cắt ngang khung thành của Nghệ An. Cơ hội đang đến nhiều hơn với đội bóng áo đỏ. Trong khi đó với các cầu thủ Nghệ An thì lúc này họ vẫn đang loay hoay.
khi không còn trung thành ở trên sân, những phương án leo biên trái đã không còn được phát huy. Chân quả là ngon, ăn chút nhé. Ngọc Minh lúc này vẫn đang phải lùi tương đối thấp. Đường chuyền hỏng của Ngọc Diệp. Đức Sơn, một pha xử lý hơi chậm của Đức Sơn. Dứt điểm. Đó là pha bóng cho thấy tốc độ của Xuân Hè. Xuân Hè vẫn đang cố gắng để tìm kiếm bàn thắng thứ 6 của mình ở giải đấu năm nay. Qua người tốt, rất thoáng. Cội dứt điểm không vào. Tiếp tục là cú sút của Xuân Hè, hai cú sút liên tiếp và vẫn không vào. Ngọc Diệp là người đã chạm bóng cuối cùng. Ba tình huống hãm thành liên tiếp đến từ các cầu thủ Nghệ An. Trận bán kết vẫn đang chưa có bàn thắng vào lúc này, nhưng số lượng cơ hội là rất nhiều với cả hai đội, đặc biệt là ở trong những phút gần đây. Chỉ trong vòng vài giây thôi thì các cầu thủ Nghệ An đã có liên tiếp 3 cơ hội về phía khung thành của Trung Viên. Một chủ đích leo biên của Ngọc Minh nhưng không thành công. Pha chuyền bóng vượt tuyến của Đăng Huy, bóng đi hơi mạnh. Ngọc Minh lúc này đang chuyển sang thi đấu ở bên phía cánh phải. Những pha leo biên trái của Ngọc Minh có vẻ như đang bị đọc bài. Và đó là lý do vì sao mà số 15 đang phải chuyển cánh. Nếu so với trung thành ở những phút đầu của hiệp 1 thì lúc này những dấu ấn của Ngọc Minh là kém ấn tượng hơn. Bóng vẫn còn, xoay người dứt điểm. Đã có những tác động đến từ cầu thủ bên phía đội báo đỏ. Ngọc Diệp như chúng tôi đã nói luôn luôn phải nhận bóng trong tư thế quay lưng với khung thành của đối phương. Và đối với một tiền đạo mục tiêu thì đó là một tư thế nhận bóng khó. Và khi có thể xoay trụ thì hậu vệ đối phương cũng đã có đủ thời gian để có thể cảm phá. 16. Để anh. 16. Bạn ơi. Bạn ơi. Bảo vệ bên kia đi. Tình huống cố định cho các cầu thủ Nghệ An. Đường chuyền của Thanh Vân, Ngọc Minh. Cú sút mu lai má của Ngọc Minh. Bóng đi xoáy nhưng lại không trúng mục tiêu. Đăng Huy, đường chuyền hỏng của Đăng Huy, cơ hội phản công, Ngọc Minh, vẫn đang Ngọc Minh, bóng đây rồi, Ngọc Minh, 1-0 cho các cầu thủ Nghệ An. Một tình huống lao vào đầy mạnh mẽ của Ngọc Minh và cuối cùng thì đội bóng áo vàng đã có lợi thế ở bảng điện tử. Thế bế tắc đã được khai thông. Và ngay sau khi để thủng lưới thì các cầu thủ Bắc Giang có sự thay đổi người. Vào sân đó là số 98 Tiến Đông. Lợi thế đã đến với các cầu thủ Nghệ An bằng pha lập công.
trong những phút đầu. Lại đang gặp bất lợi ở trên bảng điện tử. Nhưng công bằng mà nói thì bàn thắng đến với các cầu thủ Nghệ An cũng là một thành quả xứng đáng với đội bóng này. Họ vẫn đang là đội bóng nhỉnh hơn về mặt thế trận, về số lượng cơ hội. Và cuối cùng thì họ cũng đã cụ thể hóa được cơ hội của Ngọc Minh thành bàn thắng. Đây là Xuân Hè. Vẫn đang là Xuân Hè rất dẻo. Xuân Hè ở đáy biên đưa chuyền vào, nhưng cuối cùng thì cầu thủ ở phía trong lại không thể tận dụng thành công. Ngọc Diệp có vẻ như hơi giật mình ở trong pha đỡ bóng. Có lẽ Ngọc Diệp cũng không nghĩ là Xuân Hè có thể đi bóng ở đáy biên khéo đến như vậy. Có khoảng trống. Cú sút bóng đã chạm vào chân của Xuân Hè. Thời gian đá bù cũng sắp hết cho hiệp đấu đầu tiên. Lúc này thì Nghệ An vẫn đang có lợi thế 1-0 ở trên bảng điện tử với pha lập công của Ngọc Minh. Tiếp tục có sự thay đổi người bên phía Bắc Giang. Vào sân đó là số 9 Văn Năm. Văn Năm đã thay Huy Hoàng. Lúc này thì các cầu thủ Nghệ An vẫn đang một kèm một tương đối tốt. Không có nhiều khoảng trống để cho cầu thủ Bắc Giang có thể thực hiện những pha phối hợp đồng đội ở ngay trước khung thành. Và cuối cùng họ phải có một tình huống sút xa đến từ anh Phương. Bên nhà chú ý báo bù giờ rồi nhá. Những phút cuối của hiệp 1, cú sút của Đức Sơn vẫn chưa thể chiến thắng được thủ môn Thanh Tuấn. Xuân Hè đường chuyền hay, đá phạt góc, và đây có thể coi là cơ hội cuối cùng của Sông Lam Nghệ An trong hiệp đấu đầu tiên này. Sự thay đổi người bên phía đội bóng áo vàng. Thanh Vân có vẻ như đang gặp phải một chấn thương. Vào sân là số 11 Hữu Thọ. Các cầu thủ Nghệ An phải thực hiện lại quả đá phạt góc. Ngọc Minh là người thực hiện. Không vào. Bóng đi vào cạnh. Tao đứng đó, tao đứng đó. Rồi, rồi. Tao lên biên, tao lên biên. Theo, Minh. Đường chuyền của anh Phương. Đỡ bóng hay. Chuyền về. Bên phía Bắc Giang đã xử lý hơi chậm. Cần phải có những pha. Như vậy là hiệp 1 đã khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về cầu thủ Nghệ An. Ngọc Minh là cầu thủ duy nhất xuất hiện ở bảng điện tử trong hiệp đấu đầu tiên. Và chúng ta cùng tạm nghỉ trong 1 phút trước khi đến với những diễn biến của hiệp 2.
Xin mời anh em cùng trở lại với sân Nhật Minh để theo dõi hiệp 2 của đối đầu giữa 1982 Nghệ An và 1982 Bắc Giang. Đây là trận bán kết ở hạng Serie A của giải bóng đá các tỉnh 1982 năm 2024. Kết thúc 25 phút đầu tiên thì Nghệ An đang có lợi thế ở bảng điện tử với bàn thắng của Ngọc Minh. Ở trong hiệp 2 thì các cầu thủ Nghệ An bảo vệ khung thành bên phía tay trái của chúng ta. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Ở trong hiệp 1 thì các cầu thủ Nghệ An là đội bóng có nhiều cơ hội hơn về phía khung thành của đối phương. Ở những phút cuối của hiệp 1 thì cầu thủ Bắc Giang cũng đã có một sự vùng lên mạnh mẽ. Nhưng như vậy là không đủ để giúp cho họ có thể có được ít nhất là một kết quả hòa ở 25 phút đầu tiên. Đó là lỗi thuộc về cầu thủ Nghệ An. Hữu Sáng là người đứng trước bóng. Số 79 của đội bóng áo đỏ là cầu thủ thường xuyên thực hiện những tình huống đá phạt cố định của Bắc Giang trong hiệp 1. Nhưng lần này thì người đá phạt là Đức Sơn. Đường chuyền của Đức Sơn. Đó là một đường chuyền xuống đáy nhưng ý đồ tấn công của đội bóng áo đỏ đã bị đọc bài bởi các cầu thủ Nghệ An. Họ đá ngoài 6 sân mà. Họ đá ngoài, đá ngoài. Không để họ lạc. Tranh chấp rất quyết liệt. Nguy hiểm tạm thời trôi qua trước khung thành của Thanh Tuấn. Thanh Tuấn ở trong hiệp 1 cũng đã có những tình huống đổ người để cứu thua cho các thủ Nghệ An. Số 9 Văn Năm lúc này đang là cầu thủ thi đấu cao nhất ở hàng công của Bắc Giang. Văn Năm là sự bổ sung ở cuối hiệp 1 của đội bóng áo đỏ. Nỗ lực phá bóng an toàn đến từ Thanh Tuấn nhưng bóng vẫn còn. Quả đá biên cho các cầu thủ Bắc Giang. Hữu Sáng là người thực hiện tình huống cố định này. Đỡ bóng nhưng không thể xoay trở. Và đây là phản công cho Nghệ An. Hữu Thọ. Ngọc Minh. Đến lúc này thì số 15 của đội bóng áo vàng vẫn đang là cầu thủ duy nhất xuất hiện ở bảng điện tử. Đánh đầu. Tương đối nguy hiểm. Nỗ lực đánh đầu đến từ Ngọc Diệp. Trong hiệp 1 thì số 6 của Nghệ An thường xuyên phải đỡ bóng ở trong những tư thế khó. Do vậy anh không có quá nhiều những cơ hội. Nhưng những đóng góp của Ngọc Diệp vào lối chơi của Nghệ An là rất tích cực. Anh thường xuyên có những tình huống làm tường để cho Ngọc Minh hay Xuân Hè có những tình huống băng lên. Tiếp tục là một tình huống cố định cho Bắc Giang. Đội bóng đang gặp bất lợi ở trên bảng điện tử. Đức Sơn là người đứng trước bóng. Đường chuyền xuống đáy. Tiếp theo là quả đá phạt góc. Đức Sơn sút ngay. Một tràng vỗ tay cho thủ môn Thanh Tuấn với một pha bay người ở góc chữ A. Thanh Tuấn vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình ở trong khung gỗ. Đây là cơ hội để phản công Ngọc Diệp. Quyết định cuối cùng của trọng tài là quyền đá biên thuộc về cầu thủ Nghệ An.
Pha chuyền bóng của Ngọc Minh cho Xuân Hè. Xuân Hè là một cầu thủ có kỹ thuật khéo léo, nhưng ở hiệp 1 thì anh phần lớn di chuyển ở khu vực phòng ngự nhiều hơn. Tinh sao mày ơi? Như vậy là theo thông tin chúng tôi nhận được thì Ngọc Minh chuẩn bị được nghỉ ngơi bên phía Nghệ An. Cú đá Ngọc Minh có vẻ như ngay sau khi nhận được thông tin mình phải ra sân sớm thì Ngọc Minh đã có được một bàn thắng để ghi dấu ở trong trận đấu này. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại cú đá này của Ngọc Minh. Quá hay! Một cú đá bằng lòng trong chân phải. Và trong khung gỗ thì thủ môn bên phía Bắc Giang chỉ còn biết đứng nhìn mà thôi. Một cú đá đầy bất ngờ và có lẽ là hàng phòng ngự của Bắc Giang đang chờ đợi một đường truyền đến từ Ngọc Minh. Nhưng số 15 đã làm cho hàng phòng ngự của đối phương gặp phải một cú sốc khá lớn. Nhưng quan trọng hơn cả đó là bàn thắng để nhân đôi cách biệt cho các cầu thủ Nghệ An. Lợi thế được nhân lên gấp đôi cho Nghệ An thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc thử thách đang lớn hơn gấp đôi cho các cầu thủ Bắc Giang. Đến lúc này, kể từ đầu hiệp 2 thì đội bóng áo đỏ vẫn chưa có được một cơ hội đáng chú ý nào về phía khung thành của Thành Tuấn, ngoại trừ cú sút của Đức Sơn. Cú bóng tốt, cơ hội 3-0. Trần Hữu Thọ là cầu thủ thứ 3 xuất hiện trên bảng điện tử. Liên tiếp là những tin vui cho người hâm mộ của Nghệ An. Hai bàn thắng của Ngọc Minh và pha lập công của Hữu Thọ đang giúp cho cầu thủ Nghệ An đến gần hơn với trận chung kết của giải đấu năm nay. Điều quan trọng nhất lúc này với đội bóng đỏ là cần phải giữ được tâm lý. Thời gian vẫn còn để cho cầu thủ Bắc Giang có thể tìm kiếm những bàn thắng. Ba tư là còn hai mấy phút nữa. Đứng đều đây. Hữu Sáng. Tinh. Có quyết lên vào đứng đều đây. Thôi thôi thôi. Tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Đây là quả đá phạt thuộc về đội bóng áo đỏ. Tinh ơi, Tinh ơi, quyết liệt tiếp đưa bóng được không? Số 17 không? Số 17 kia hẳn đúng không? À, số 15. Đọc trước thì còn 11, 11, 11 đúng không? Đường chuyền Đức Sơn, Hữu Sáng không thể chuyền bóng xuống đáy. Còn khoảng 15 phút nữa để cho cầu thủ Bắc Giang có thể tìm kiếm những bàn thắng nhằm quân bình cách biệt vào lúc này. Đó là về mặt lý thuyết. Còn trên thực tế thì khoảng cách 3 bàn đang là lợi thế quá lớn cho Nghệ An. Hữu Thọ, đường chuyền hơi non. Thành Trung, bóng vẫn còn. Hữu Sáng làm gì đây?
vẫn đang là hữu sáng. Có nhiều phương án cho hữu sáng chuyền bóng nhưng anh quyết định thực hiện một cú sút ngay. Không có tiếng còi nào cả. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Tập trung ơi, tập trung anh em ơi. Thầy ơi. Thôi thôi về hỗ trợ cho hai bên. Về hỗ trợ cho hẳn bên. Thì đó thấy thấy nước đầy đầy đầy. Khi đã có lợi thế quá lớn thì lúc này cao thủ Nghệ An nhiều khả năng sẽ cố gắng tập trung nhiều hơn vào khâu phòng ngự. Đấy là cái này. Đúng ba, đưa lên đi, nhanh. Rồi đừng đi, đừng đưa đó, đừng đưa đưa đó. Rồi. Thành Trung. Văn Cường. Đức Sơn. Đó là đường chuyền của anh Phương. Cờ luôn, cờ luôn. Cầm sớm. Rồi, rồi, rồi. Đã có sự xuất hiện của cầu thủ Máu số 25 Thành Trung ở vị trí tiền đạo mục tiêu của cầu thủ Nghệ An. Và tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Một tình huống cố định cho các cầu thủ Nghệ An. Ai đánh người này ơi? Tài ơi. Tài thay người. Một chút mấy đây. 37 là 40, còn 13. Tài ơi, thay người nhá. Đào thứ mấy chưa em? 17 đá. Có trong lại mà coi đây. Thay đi, thay đi. Thay đi. Đá ra cho em. 17 đá, 37 đá. Dũng ơi, Dũng ơi. Tiến Dũng là người đang đứng trước bóng. Tình huống đá phạt vẫn chưa thể thực hiện. Cầu thủ Bắc Giang có sự thay đổi người. Anh Phương được nghỉ ngơi. Trong những phút đã qua thì anh Phương đã tốn nhiều mồ hôi để có thể theo kèm Ngọc Diệp bên phía cầu thủ Nghệ An. Mấy người tài ơi. Tiếp tục là sự thay đổi người bên phía Nghệ An. Vào sân đó là số 37 Linh Hiệp. Đang có sự thay đổi trong khung gỗ của cầu thủ Bắc Giang. Lúc này chấn giữ khung thành của đội bóng áo đỏ đó là số 10 Khúc Hoài Nam. Cả hai đội có ít phút nghỉ ngơi để tiêm nước. Con lấy cái dây sạc cái bối, con cần không phải sạc nữa. Chúng ta tiếp tục đến với hiệp 2, trận đấu giữa Bắc Giang và Nghệ An. Lúc này thì Nghệ An đang có lợi thế là 3-0 ở trên bảng điện tử với hai bàn thắng của Ngọc Minh
và pha lập công của Hữu Thọ. Thanh ơi, Thanh ơi. Giảm trả đây Thanh ơi. Ai ra đấy gọi thay. Chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa là trận đấu sẽ khép lại. Và lúc này thì Nghệ An đang đến gần hơn với trận chung kết ở hạng Serie A của giải bóng đá các tỉnh 1982. Đó là cơ hội hiếm hoi mà các cầu thủ Nghệ An bỏ lỡ ở trong hiệp 2 của hiệp đấu mà đội bóng áo vàng đã kiểm soát hoàn toàn về mặt thế trận. Tiếp tục là sự thay đổi người với sự xuất hiện trở lại của Thanh Vân trong đội hình của Nghệ An. Thanh Vân là một cầu thủ có thiên hướng phòng ngự và đó là điều mà đội bóng áo vàng cần vào lúc này, khi mà họ đã có lợi thế quá lớn ở bàn điện tử thì họ cần phải bảo toàn khung gỗ. Nhưng đến lúc này thì không chỉ bảo toàn được khung gỗ mà ở mặt trận tấn công thì Nghệ An vẫn đang cho thấy được sự nguy hiểm của mình. Hữu Sáng đang đứng trước bóng, không còn nhiều thời gian để cho Bắc Giang có thể phung phí những cơ hội. Họ cần phải tính toán kỹ ở trong những pha bóng cố định. Liệu đây là một cú sút ngay hay là một đường truyền của số 79? Nhiều khả năng là một đường truyền. Đúng như vậy. Thành Trung. Những cái bóng áo vàng ở phía trước là đủ để cho số 30 không thể có được một cú sút thoải mái. Tiếp theo là quả đá phạt góc. Đánh đầu, bóng đi hơi cao so với đà bật nhảy của Văn Cường. Tương đối nguy hiểm rồi, không vào. Và có vẻ như bàn thắng đã được công nhận. Khung thành lưới bị thủng và đó là một bàn thắng cho các cầu thủ Nghệ An. Lợi thế được nâng lên thành 4-0. Mọi thứ có lẽ đã hết với các cầu thủ Bắc Giang sau bàn thắng này. Chúng ta đang được nhìn lại khoảnh khắc mà đội bóng áo vàng đã có được lợi thế. Hữu Sáng. Nỗ lực không thành công của Trung Thành. Hữu Sáng lúc này là cầu thủ đeo băng thủ quân của Bắc Giang. Số 79 vẫn đang hoạt động không biết mệt mỏi kể từ đầu trận. Đường truyền dứt điểm vẫn không thành công. Vẫn chưa thể có bàn thắng rút ngắn tỷ số cho đội bóng áo đỏ. Sự thay đổi người tiếp theo
bên phía Nghệ An. Văn Sơn được nghỉ ngơi. Chúng ta đang thấy sự xuất hiện của Hùng Cường với băng thủ quân ở trên tay. Và anh vừa thực hiện tình huống pha bóng. Hữu Sáng xoay trụ, vẫn đang cố gắng. Những nỗ lực của cầu thủ áo đỏ đã đem về một quả đá phạt ở khoảng cách gần. Có lẽ lúc này mục tiêu thiết thực hơn với Bắc Giang là ghi bàn thắng danh dự khi mà thời gian thi đấu không còn nhiều. Bắn đây, chú ý nha, chú ý ngoài nha, bắn đây, bốn đâu? Bốn đâu đi? Lúc này thì cầu thủ Nghệ An đang liên tiếp thực hiện quyền thay đổi người. Và đương nhiên đó là những sự thay đổi mang tính chiến thuật khi mà quãng thời gian còn lại là rất ít. Thành Trung, cú đã rất mạnh nhưng bóng đi chệch khung thành. Chuẩn bị có thêm hai sự thay đổi người nữa của cầu thủ Nghệ An. Ở các trận đấu tại giải đấu năm nay thì mỗi đội có thể thực hiện tối đa là 10 quyền thay đổi người. Đường truyền của Hữu Thọ. Thanh Vân truyền bóng có điểm rơi. Thành Trung đã phá được bóng. Đúng hơn đó là nỗ lực phá bóng của Văn Hòa. Ôi, em phá an toàn là điệp rồi. Hét lên cho đồng đại đồng đội đợi đấu chứ mình. Đường truyền đã bị đọc bài của cầu thủ Bắc Giang. Phải truyền về hơi non. Ở trong những phút cuối này có vẻ như sự tập trung đã bị suy giảm đối với các cầu thủ Bắc Giang. 26 vào. 26 vào. Số 3 trong khi đó với các cầu thủ Nghệ An thì họ đang cố gắng đưa trái bóng càng xa khung thành của thủ môn Thành Tuấn càng tốt. Đây Trung, tay tay Sơn. Đó là một tình huống chuyền bóng khó của Văn Năm cho đồng đội của mình. Hữu Sáng. To quét. Là bóng mạnh của Văn Năm. Hữu Sáng đã bị phạm lỗi. Cú đá phạt nhanh của Bắc Giang. Nhưng đây là một tình huống đá phạt chờ còi. Hữu Sáng rất hay. Bóng đã đi dội cột sau cú đá của Hữu Sáng. Những nỗ lực cá nhân đến từ số 79.
những nỗ lực ở trong muộn màng của đội bóng áo đỏ. Đến lúc này thì họ vẫn đang để thua với khoảng cách lên tới 4 bàn trước các cầu thủ Nghệ An. Trong khi đó, hai bàn thắng của Ngọc Minh cùng với pha lập công của Hữu Thọ và Linh Hiệp đang giúp cho đội bóng áo vàng có được lợi thế quá lớn ở bảng điện tử. Chỉ có 2 phút đá bù cho hiệp đấu thứ hai này. Cơ hội để lật ngược thế cờ của Bắc Giang có thể nói là đã hết. Nhưng cơ hội để họ có được ít nhất là một bàn thắng vào lưới của Nghệ An là vẫn còn. Nếu như họ có thể chắt chiu được những cơ hội cố định này. Đứng trước bóng đang là Ngọc Mạnh. Đường truyền xuống đáy cơi. Và đó là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 cho đội bóng áo đỏ. Người ghi bàn là Văn Năm. Một bàn thắng danh dự trong trận đấu có thể coi là cuối cùng của họ tại giải đấu năm nay. Trọng tài Xuân Cương đã cầm trên tay tấm thẻ vàng. Có vẻ như đó là tấm thẻ cho Văn Năm. Đó là pha gỡ bóng hợp lệ của Thanh Tuấn. Những cơ hội cuối cùng. Đây là tình huống phản công. Đường truyền của Hữu Thọ có khoảng trống. Bóng đi hết đường biên ngang. Tiếp theo là quả đá phạt góc. Hữu Sáng. Nỗ lực chuyền bóng của Hữu Sáng cho Văn Năm. Một pha đỡ bóng hơi với của số 9 và anh đã không thể kiểm soát được tình hình. Đường truyền không hợp lý một chút nào cả. Những đường bóng cuối cùng của trận đấu này. Tấm vé bước vào trận chung kết gần như đã nằm trong hai tay của Nghệ An rồi. Khoảng trống. Hữu Sáng không thể qua được dừng chân của đội bóng áo vàng. Bắt chưa đây.
đứng đò ra. Bắt lên. Một lên đi. Đức Sơn, Hữu Thọ. Như vậy là hết giờ. Tấm vé vào chơi trận chung kết của hạng Serie A của giải bóng đá các tỉnh 1982 năm 2024 đã thuộc về các cầu thủ Nghệ An. Họ đã có được thắng lợi 4-1 với hai bàn thắng của Ngọc Minh cùng các pha lập công của Linh Hiệp và Hữu Thọ. Trong khi đó với các cầu thủ Bắc Giang, họ chỉ có được một bàn thắng do công của Văn Năm. Chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với trận chung kết của hạng Serie A tại giải đấu năm nay. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.